bỏ ra. Tại sao lại không phẫu thuật cho mẹ tôi? Con xin lỗi mẹ. Tôi sẽ là người đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp bác sĩ của anh. Tôi sẽ đi tới những nơi có bọn họ, dù đó là bể lửa. Điều chúng ta cần làm là hạ na y chê. Kim Sơn U, không được. Na y chê đó hả? Còn nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ gì. Đó là chết. Tôi sẽ cho anh thấy tôi đánh bại anh như thế nào. Hôm qua thì anh theo phe một tên tội phạm, hôm nay lại là một bác sĩ đạo đức. Rốt cuộc anh là người như thế nào vậy hả? Cô có biết cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là gì không? Cậu lên kế hoạch phải không? Có phải cậu muốn hạ gục người đó không? Vua của khu vực này sẽ là tôi. Bác sĩ tù nhân, 12 giờ từ 25 tháng 4 trên Vi Giải Trí.